Chào mừng trong tiếng anh em đã quay trở lại. Đây là mình Cám Lợn đây. Hôm nay chúng ta sẽ không có smartphone, không có cái mình kia, mà là sản phẩm khá thú vị đến từ Xiaomi. Một sản phẩm mà giúp cho những chiếc smartphone hay những cái thứ cái mình kia đó nó sử dụng được một cách đầy đủ tính năng. Đây là một cục Rain Extender của Xiaomi. Nếu nói tiếng Việt cho dễ hiểu thì đây là một cái cục gọi là kích sóng hay là mở rộng sóng wifi trong gia đình của các bạn. Và trước khi bắt đầu video thì mình có thể nói luôn một điều này. Đây sẽ là cục Rain Extender 5GHz rẻ nhất và ngon nhất các bạn có thể mua được vào thời điểm hiện tại. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau intro. Nếu các bạn sống trong những cái hộ gia đình nào mà có kiểu tường dày hay là nhiều nội thất, nhiều căn phòng, nhiều tầng vân vân mấy mây, thì có lẽ các bạn đã gặp phải ít nhiều cái tình cảnh đó là cứ vào phòng vệ sinh hay phòng ngủ là sóng wifi bị yếu. Có thể các bạn đang xem video, có thể các bạn đang chơi game hay làm cái gì đó mà thấy kết nối rất là chậm. Thì có lẽ một phần đến từ việc là sóng wifi không đủ mạnh để mang dữ liệu từ cục router đến cái nơi mà các bạn đang sử dụng thiết bị. Thì một trong những thứ giúp các bạn có được cái sóng wifi khỏe hơn nó sẽ là những thiết bị như thế này, là những cái cục repeater, những cục Rain Extender. Hay bây giờ như các bạn có để ý thì trên thị trường rất nhiều thiết bị wifi đã có cái hệ thống mesh, tức là hệ thống mạng lưới wifi với nhiều thiết bị trong gia đình để phủ sóng đầy đủ tất cả căn phòng. Thì nếu các bạn cảm thấy rằng cái giải pháp mesh này nó quá là tốn kém và cần phải mua nhiều thiết bị và thiết bị thường rất là đắt, thì chúng ta có thể hướng đến những giải pháp dễ thở hơn. Ví dụ như hôm nay mình có đây là cục Mi Wi-Fi Rain Extender AC1200. Đây sẽ là cục Rain Extender, tức là kích sóng Wi-Fi, hay còn nói một cách chính xác nhất là mở rộng sóng Wi-Fi với mức giá rẻ nhất có thể. Và mình có check cái sản phẩm này trên website của cửa hàng TCS thì nó đang có giá khoảng tầm hơn 350. Và theo như mình nhớ thì đây sẽ là cái mức giá mà thường thường chúng ta thấy những cục repeater gọi là rất là bình dân, rất là ít tính năng. Nó chỉ đơn giản là những cục repeater cơ bản nhất với cái băng thông khoảng tầm 200-300 Mbps là cùng, cũng như là chỉ tần số sóng 2.4 GHz. Nhưng mà cục repeater này, Rain Extender này, có cả hai bước sóng 2.4 GHz và 5 GHz và băng thông tối đa lên tận 1200 Mbps. Tức là cái thông số nó quá thơm so với mức giá. Và lại là Xiaomi, đúng rồi, lúc nào cũng là cái thương hiệu phá giá. Đồ thì ngon mà giá thì rẻ. Và trước khi test kỹ sản phẩm này, trước khi chia sẻ cho các bạn thì chúng ta cùng nhau đọc qua thông số. Thì ở đây sẽ là cục Rain Extender Dual Band, tức là có cả 2.4 và 5.0. Thì với cả hai cái band này cộng lại chúng ta sẽ có 300 Mbps và 867 Mbps, tổng cộng là 1200 Mbps, tức là băng thông rất là lớn. Và đơn giản là cắm phát là dùng luôn, gọi là plug and play. Về rất sử dụng không có gì phức tạp cả, chỉ có đúng cái tờ giấy này thôi. Nếu các bạn nào mà mua cái này ở bên cửa hàng TCS về mà thấy hơi khó hiểu, bởi vì không biết là cắm điện vào thì làm gì nữa, thì có cái tờ giấy này, nó giải thích rất rõ ràng và có gần như tất cả các ngôn ngữ các bạn cần, ngoại trừ tiếng Việt. Ngôn ngữ gì cũng có ngoại trừ tiếng Việt, nhưng mà mình nghĩ rằng tiếng Anh là ok rồi. Thì để sử dụng cái này có cách đơn giản dễ dàng nhất thì các bạn có thể cài cái ứng dụng là Mi Home. Mình là người sử dụng rất nhiều cái thiết bị của Xiaomi, ví dụ như có cái ấm thông minh, ấm điều khiển wifi, đúng rồi, ấm đun nước điều khiển bằng wifi mình có luôn, có cả camera an ninh xung quanh nhà cũng như là một số thiết bị linh tinh của Xiaomi. Thế là cái app Mi Home mình đã có sẵn rồi. Thì để setup cái này rất đơn giản, các bạn chỉ cần cắm nó vào ổ điện. Và ở trên thân của cục repeater này, mình cứ nãy giờ repeater, chính xác là cục extender này, sẽ có hai cái đèn led, một cái đèn là system, một cái đèn là signal. Thì hai cái đèn này nó sẽ có màu đỏ, màu xanh, màu cam, và mỗi một màu nó sẽ thể hiện một cái trạng thái riêng của cục extender này. Thì như các bạn có thể xem ở trong giấy tờ sử dụng, nó sẽ có đầy đủ là đèn xanh là gì, đèn cam là gì, đèn đỏ là gì, và khi đèn nhấp nháy sẽ như thế nào, các bạn xem là hiểu. Vậy thì bây giờ nhá, hãy nói về cách sử dụng đi. Như các bạn thấy là cái cục extender này chúng ta có hai anten. Đó, có hai anten, có một chân cắm và cắm ổ điện, có một cái khe chạy xung quanh này, khả năng là khe tản nhiệt cho mạch điện ở bên trong. Ở dưới chúng ta sẽ có một cái lỗ reset và một cổng cắm mạng LAN RJ45. Ở bên trên thân sẽ có logo Xiaomi này, một đèn LED signal, đèn LED system và cái nút WPS. Thì cái cách sử dụng nó như sau. Các bạn chỉ cần cắm này vào bất kỳ ổ điện nào xung quanh nhà các bạn có. Ví dụ chúng ta có điểm A là router wifi và điểm B là phòng ngủ các bạn, nơi mà sóng wifi yếu. Thì các bạn sẽ cố gắng tìm cái điểm nào nó ở giữa để cắm cục extender này vào. Khi các bạn cắm vào thì sẽ có cái đèn system này bắt đầu phát sáng khi nào nó thành màu xanh, tức là đã sẵn sàng để kết nối. Và khi các bạn kết nối bằng ứng dụng Mi Home xong thì sẽ có cái đèn signal này phát sáng.
thì cái đèn signal này nó sẽ hiển thị hai màu. Nếu là màu cam thì tức là tín hiệu nó hơi yếu, các bạn cần di chuyển cục extender này về gần cái phía router hơn một chút. Còn nếu đèn màu xanh lam thì tức là tín hiệu mạnh, các bạn không cần di chuyển nó nữa. Thì đó chỉ là đơn giản cách sử dụng. Còn WPS này là một cái rất là hay, đó là khi các bạn nhấn nút WPS ở trên router và trên cái này cùng một lúc thì nó sẽ tự động nó copy lại tất cả thông tin từ trên router luôn mà các bạn không cần setup gì cả. Đó là WPS như vậy. Hoặc cái cách tiếp theo, cách thứ hai là các bạn có thể cắm cáp mạng LAN vào đây. Đúng, tức là nếu anh em mình có những cọng cáp LAN nó dài để đảm bảo tín hiệu khỏe nhất thì các bạn có thể nối cục extender này lên một chỗ nào đó mà sóng nó yếu và cắm cáp LAN vào đây luôn thì nó sẽ là sóng khỏe nhất. Nó, tức là nó không gọi là extender nữa, là nó có tác dụng như một cục wifi rồi. Và sau đây sẽ là những cái bài test, những cái trải nghiệm của mình khi mà sử dụng cái cục RAN extender này. Thì hiện giờ cái mạng của nhà mình đang dùng là cái mạng của FPT, mạng kiểu dạng doanh nghiệp nhỏ, có tốc độ khoảng tầm 250-300 Mbps. Thì mình có test bằng con OnePlus 7T này, mình dùng speedtest.net, mình đo ở cạnh cái router, cách khoảng tầm 1 mét thôi, thì tốc độ đạt được khoảng tầm 240-260 Mbps/s. Nhưng khi mình lên trên một tầng, mình nghĩ là lên một tầng nhà rồi thì khả năng là sóng wifi sẽ giảm, nhưng mà không, bởi vì cái tầng nhà nó khá là thấp. Tầng nhà khá là thấp thì khi mình đi lên trên, tốc độ gần như vẫn như vậy, không khác gì cả. Cơ mà vẫn ở tầng trên, nhưng mà nếu di chuyển sang bên này khoảng tầm 5 mét, tức là bước vào trong nhà vệ sinh, thêm một cái tường nữa và xa router wifi thêm một chút, thì tốc độ lúc này nó giảm một cách thậm tệ luôn. Lúc này như các bạn đang thấy trên hình thì chỉ còn tầm 23 Mbps. Tức là lên trên một tầng nhà và di chuyển 5 mét trừ nhà vệ sinh, tức là xa thêm một chút và thêm một cái tường, thì tốc độ từ 250-260 nó tụt xuống chỉ khoảng tầm hơn 20, tức là chỉ còn bằng 1/10 tốc độ bình thường. Và thực sự không biết các bạn có giống mình không, là vào nhà vệ sinh lúc nào cũng phải lôi theo điện thoại để chơi game hoặc là để ngồi xem YouTube cho đỡ buồn trong lúc mà ấy. Thì mình là người hay như vậy, và ngồi trong nhà vệ sinh mà sóng nó yếu thì rất là cay. Mặc dù 20 Mbps nữa gọi là vẫn đủ xem video 144p, nhưng mà tốc độ này là quá chậm. Vậy là mình đã thử setup cái cục RAN extender này bằng cách là gắn nó ở vị trí nào đó giữa hai điểm, giữa điểm chết wifi và giữa cái router của mình, và gắn ở vị trí đó khi nào cái đèn signal này có báo màu xanh, tức là tín hiệu ổn định nhất. Thì đây sẽ là điều đặc biệt, đó là khi mình bắt sóng wifi vào cái cục RAN extender này thì tốc độ lên khoảng tầm 110 Mbps. Mặc dù vẫn đang ngồi nhà vệ sinh, nếu mà kết nối thẳng vào router thì chỉ có 23 Mbps thôi, nhưng kết nối vào cục RAN extender này lên là hơn 100, và hơn 100 Mbps thì các bạn hoàn toàn có thể thoải mái chơi game, thoải mái làm việc, thoải mái xem YouTube, rất là đã. Thì đúng là nó có tác dụng và nó cải thiện rất là nhiều về tốc độ internet ở những điểm chết trong gia đình của bạn. Cơ mà có một điểm mà các bạn cần lưu ý, một điểm chưa hay lắm về cái cục RAN extender này. Nó là cục RAN extender, chính xác là RAN extender. Ví dụ như trước kia mình có dùng một cái cục RAN extender của Linksys. Linksys là thương hiệu khá là cao cấp, tương đối đắt tiền. Mặc dù nó chỉ có băng thông là 300 Mbps thôi, cũng như là chỉ có tần số sóng 240 GHz thôi, nhưng mà giá đâu đó lên quanh gần 2 triệu. Nhưng mà nó có một cái hay như thế này, đó là khi các bạn mở rộng sóng wifi, ví dụ sóng wifi tên là A, thì cục RAN extender đó nó sẽ copy đúng cái router wifi và nó hòa vào làm một với cả router wifi luôn, tức là kiểu dạng wifi mesh luôn. Thì khi các bạn kết nối cả cái sóng wifi A đấy thì các bạn đi đâu xung quanh nhà, kể cả lúc đó nó kết nối từ cái sóng của cái cục RAN extender Linksys nó phát ra rồi, thì nó vẫn là wifi A đó, tức là nó sẽ gộp lại thành một cái thiết bị wifi luôn với sóng rộng hơn. Còn với cái cục Xiaomi RAN extender AC2002 này thì nó là một thiết bị wifi riêng. Tức là bây giờ nếu các bạn đi vào điểm chết trong gia đình thì nó sẽ không tự nhận cái sóng của cái cục RAN extender này, mà các bạn phải mở cái wifi lên để cho mọi người đặt và chọn kết nối sang cái cục này. Đấy, tức là nó không phải dạng seamless connection ấy, nó không tự chuyển qua luôn, nó không nhập vào là một thành một mạng lưới wifi lưới luôn, mà là một thiết bị wifi riêng. Nó bắt từ cục router wifi của các bạn và nó lặp lại một lần sóng nữa thành thiết bị wifi riêng. Thì anh em muốn kết nối thì phải mở setting lên, kết nối với cái này. Thì đó là một điểm chưa hay thôi. Nó thêm khoảng tầm vài giây mất công cho các bạn khi các bạn sử dụng. Nó không phải là gì quá to tát, nhưng đó là điều các bạn nên lưu ý. Cứ mà suy đi tính lại với mức giá khoảng tầm 350 như vậy thì đây là cục router wifi có thể nói là ngon nhất các bạn có thể mua được. Thực sự là ngon nhất. Thiết kế nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Có thể cắm mạng LAN vào đây, có WPS, có đèn tín hiệu thông báo, và có băng thông rất lớn, có hẳn sóng 5 GHz, và nó làm tròn vai của nó, mặc dù nó không phải là phát được sóng quá xa, mình thấy nó cũng bình thường thôi. Mình chỉ để cách cái router wifi của mình khoảng tầm 10 đến 12 mét là mình thấy hợp lý. Còn nếu để xa quá thì cái đèn tín hiệu này sẽ chuyển về màu cam, là tín hiệu nó không tối ưu. Thì đó là cục RAN extender AC1200 đến từ Xiaomi.
hàng chính hãng mà các bạn có thể mua tại cửa hàng TZ bằng cách kiểm tra link và dẫn vào mô tả video. Còn anh em ở nhà đang dùng các thiết bị wifi như thế nào và các bạn thấy rằng có cần thiết cho một thiết bị như thế này hay không, hãy bình luận bên dưới. Còn đối với mình thì cái mức giá này là mức giá vô địch, quá ngon, không có gì để chê cả. Ngoại trừ cái việc là các bạn cần phải kết nối mỗi lần mà muốn đổi qua thôi, nhưng mà cái giá nó rẻ thế là chấp nhận được. Để anh em thấy video thú vị thì nhớ để lại một like và subscribe vì nó miễn phí, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong nhiều video công nghệ khác. Peace.